Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với clip unbox của Tippy. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip nhân dịp sinh nhật của mình. Nhưng mà quà sinh nhật thì chỉ có một hai quà thôi. Tại vì mình cũng không có tổ chức gì nhiều ý, cho nên là... Cái gì đây cô nhỏ? Hôm nay mình sẽ làm clip mở những món đồ mình đã mua và có một hai món quà mà mình được tặng. Thì như các bạn thấy là mình mới có member mới đúng không? Thì xin giới thiệu với tất cả các bạn đang xem clip này, đó là Cô Kẹo, thành viên mới của nhà Tippy. Ok, con ơi, chào mọi người đi. Con biết hôm nay mẹ quay clip giới thiệu những món đồ mà mua cho mọi người xem, cho nên là con nhảy vô đây hả? Hello, Kẹo xin chào các bạn nha. Kẹo hư lắm, Kẹo mới 2 tháng thôi mà Kẹo nho như giò vậy á, như con đuông dừa vậy á. Hello, cậu cô chú. Mình sẽ mở món đồ đầu tiên ha. Cái này là mình mua ở Dum. Do You Miss Me. Một chiếc váy màu đen. Mở ra cho các bạn xem. Cái hình chiếc váy mình sẽ để ở bên này nha. Đây là hình dạng chiếc váy nè, đó. Ngoài đời thì chất liệu nó là sẽ là von nha các bạn. Rất là mềm. Ý dễ thương quá à. Chưa biết mặc sao. À hiểu rồi. Đây là một chiếc váy dài. Dài xuống như thế này. Xong kiểu cúp ngực đó các bạn. Kiểu cúp ngực xong rồi cột lên như thế này nè. Đó. Cột lên như thế này. Tại mình mặc cái áo màu đen á, cho nên là các bạn không nhìn rõ được. Mình sẽ để hình ở trên này để cho mọi người xem được là cái váy mình mua nó hình có hình dạng như thế nào. Rất là dễ thương, có thêm hai cái ống tay nữa. Cái váy này giá bao nhiêu mình cũng không nhớ nữa, tầm mấy trăm thì mình sẽ update ở trên này nha. Đây là giá tiền của chiếc váy này. Rồi, chúng ta sẽ qua món thứ hai. Cái này của một shop tên là Anagabesi. Shop này mình cũng rất là thích, tại vì chuyên order những cái món đồ mà kiểu như kiểu phong cách của mình. Đây là một chiếc áo da crop top rất là dễ thương. Đó. Rất là dễ thương mọi người. Cái này chỉ cần gọi là mang áo dây xong rồi mang quần jean, xong rồi khoác thêm cái áo này nữa là cũng được rồi, không cần gì nhiều. Hoặc là có thể mang váy dây xong rồi khoác thêm cái áo này nếu mà các bạn không muốn kiểu bị sexy quá. À, món thứ ba. Đây cũng là một cái shop mình yêu thích trên Instagram. Thì shop này có tên là Myori My Room. Shop này là chuyên bán phụ kiện giống như là lắc tay, nhẫn, dây chuyền là choker, rồi mấy cái dây chuyền có mặt hình quái thú các thứ ấy. Giống như con mắt rồi bàn tay các thứ ấy. Nhìn nó kiểu hơi kinh dị tí xíu nhưng mà nhìn nó chất lắm. Mình rất là thích cái shop này, tại vì nó bán phụ kiện rất là đẹp và giá rất là ok. Chỉ từ 70.000 tới 200.000 thế thôi. Giá rất là ok. Thì mình mua một cái này gọi là cái gì ta? Cái này gọi là cái gì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà cái kiểu như là mang áo sơ mi xong rồi có mấy cái dây nịt đó các bạn. Giống như là nó gọi là cái gì ta, mình cũng không rành rõ lắm, nhưng mà mình thấy đẹp quá cho nên mình mua. Mình sẽ để hình ở đây. Đó. Thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đây là quà của một bạn nào á, không có tên. Mình sẽ mở ra xem. Tại vì tháng này mình không có mua đồ gì nhiều. Tháng này mình không có mua đồ gì nhiều cho nên là mình không có làm clip thường xuyên cho các bạn xem được. Thường thường là một tuần mình mua được. À, cái này là một cái quần hả? Wow. Dạ. Cái này mình được tặng, mình không biết là bao nhiêu tiền. Yeah, trời, cái quần cũng hơi vải. Nó có hai màu các bạn nè, màu này thôi xám đậm, màu này xám đậm và kết hợp với màu đen thì ra một chiếc quần như thế này. Xinh quá ta.
size M. Hèn quá, nếu mà size S là mình mặc không vừa rồi. Bữa nay mình đang bị tăng cân các bạn nha. Thử size size cho các bạn xem. Tiên, chắc được ha, chắc xinh á. Hồi mình sẽ mặc và mình sẽ chụp ảnh cho các bạn xem nha. Rồi các bạn nhận xét sau ha. Đây là của gấu nhỏ. Mình không biết là mình mua gì luôn á. Tại vì mình thấy cái gì đẹp thì mình order trên mạng vậy đó. Mua hàng trên mạng mà. Hay xui may rủi lắm các bạn à. Có đồ thì đẹp, có đồ thì xấu kiểu vậy. Wow, à, cái váy phải. Gấu nhỏ. À, mình nhớ cái bộ váy này rồi. Mình có một cái áo crop top y chang cái này luôn. Xong rồi mình mới quyết định là mua cái áo này tay dài để mang thay đổi. Với lại váy. Tại vì các bạn biết rồi đó, gần đây mình rất là thích màu đen. Mình rất là thích màu đen và thích lại màu đen, cho nên là mình sẽ mua full set màu đen. Váy này là mình có gọi là cũng phải là 5 số cái rồi đó. Đồ. Ok, chúng ta cùng qua với món đồ tiếp theo ha. Cái này hình như là mình được tặng phải. Dễ thương chưa? Cái này là một cái túi da nhỏ nhỏ xinh xinh. Lại màu đen, mình rất thích là màu đen các bạn ơi. Phê, đồ toàn màu đen luôn. Không thể tin được. Một chiếc váy tiểu thư xíu xinh. Mà cái màu ở trên mạng á, của nó là màu trắng. Không biết tự nhiên ra ngoài này thì nó hơi màu hơi cho lòng tí xíu. Đây, một chiếc váy tiểu thư mà nó có kiểu độ vai á các bạn. Nhìn nó giống như là kiểu mấy bà tiểu thư sang chảnh đồ á. Không biết mình mặc vô có hợp không nữa. Đây, nó như thế này. Tiếp theo cũng của Lee Store luôn. Váy khác. Màu hồng mà hồng trơn á nha. Kiểu hồng mà hồng nhạt, nhưng mà cái vải của nó là vải trơn á các bạn. Vải này mặc dễ mặc. Chiếc váy dài. Không biết má, hình như là trước Tết à, hay có size M. Size M nhưng mà mình không biết mình mặc vừa không nữa. Đây là một chiếc váy dài như thế này và kết hợp với cái áo này. Đây là phía trước nè các bạn, nhưng mà mình thấy hơi hở đúng không ta? Thì phía trước như thế này mình thấy hơi hở thì phải. Như vậy thì sao mà mình mang được ta? Có thể là mình sẽ mang một cái áo dây đẹp một tí xíu. Và đẹp kiểu giống như ren á thì mới mang kiểu sexy được. Cái này để chắc là để đi đám cưới hay đi tiệc gì đó. Món này là mình order ở Thái. Tại vì mình, các bạn biết là mình trong phòng mình là sử dụng mình xịt tự động ấy, cho nên là mình có order 6 bình xịt tự động về từ Thái về. Không biết là mùi có thơm hơn khi mua ở Việt Nam không. Ok. Đây, những chiếc bình xịt có mùi thơm. Này là mùi hoa hồng, mùi dứa lavender, chanh. Mùi này chắc là mùi biển hả? Ừ. Mình sẽ xịt thử một bình đi, xem thử có thơm. Anh thích mùi hoa hồng thơm lắm mà. Hoa này hình như là hoa gì á, phải hoa hồng. Hoa này là hoa gì á các bạn ơi. Thơm phải. Hoa đâu đi. Mình sẽ xịt cho phòng nó thơm. Tại vì mình nuôi mèo mà, cho nên là phải xịt phòng sạch sẽ thơm tho. Chứ không mùi nước đáy mèo, mùi cước mèo là các bạn chịu không nổi đâu. Nếu mà bạn nào nuôi mèo thì các bạn sẽ hiểu. Đây là một shop mà mình biết được là nhờ chị Mel. Tại vì mình thấy là chị Mel hay tan một cái shop tên là Wabi Sabi đó. Thì mình vô tình mình thấy là đồ cũng dễ thương với lại xinh xắn tiểu thư ấy, cho nên là mình mới quyết định là order thử một chiếc váy. Thì mình thấy là váy cũng dễ thương,
xinh nhưng mà mình chưa mặc bao giờ. Xong rồi cái mình mới cái gì giải tiếp mà cái gì á vậy. Cái này là một cái chân váy màu, sao bữa nay mình thấy mấy cái màu trắng hay bị hơi cháo lòng vàng vàng đúng không ta? Thì đây là một cái chân váy và một cái áo sơ mi kiểu, thì mình thấy cái bộ này rất là dễ thương, cho nên mình quyết định là order thử về mặt xem thử như thế nào. Nếu mà mặt không hợp thì mình sẽ bán lại cho mọi người nha. Xong sau đó thì mới đầu là mình order rất là bình thường nha. Xong một cái sau đó shop BM lại mình là ủa chị bạn là bạn của chị Mel và anh Kero hả? Xong của mình mới ủa sao mấy người chắc là mấy người là cũng biết quen. Xong rồi cái dạ, xong có được giảm luôn. Được giảm giá mấy phần trăm nó quen rồi. Thì tiếp theo, đây là quà của Fanny về vô. Tặng cho mình một hộp mask mặt nạ dưỡng da với lại bốn gói rong biển đóng hộp, đóng cục nè, bốn gói rong biển như thế này nè. Nhưng mà mình chưa có ăn, với lại hai hộp bánh nữa. Hai hộp cái đó là cái gì ta? Bánh mà kiểu dạng giống như là trong mấy quán cà phê Starbucks với lại Phúc Long hay có mấy cái bánh gì mà giống như bánh chanh dây các thứ á, mọi người biết không? Mọi người hay đi cà phê thì mọi người cũng biết ha. Lần đầu tiên trong đời mình được tặng giỏ hoa luôn á các bạn. Nhưng mà có hai điều. Một điều thứ nhất là mình hơi surprise bởi vì đây là món quà của mẹ Desu tặng mình. Và thứ hai đó là cô không có biết chữ, cô không có biết tên của mình, cho nên là cô ghi là chúc mừng sinh nhật Chi Bi. Dễ thương vậy. Tại vì hồi này hoa rất là đẹp, tại vì cô làm shop hoa mà. Tại vì biết sao không? Biết sao mà cô biết sinh nhật mình không các bạn? Hồi sáng á là mẹ của Tích á kêu là hôm nay là sinh nhật, nói chuyện với mẹ Lexu như thế nào đó, xong rồi nói là hôm nay sinh nhật mình, cho nên là cô mới kiểu tại vì làm một shop hoa mà, xong rồi cô mới tặng cho mình giỏ hoa đẹp như thế đó, rồi cái mình được tặng hoa luôn á. Ok, đây là một món quà rất đặc biệt từ một bạn, mình có nên đọc tên không ta? Bạn nếu mà bạn nào hay xem stream của mình thì sẽ biết là cô đi nhặt nắng đúng không? Thằng cô đi bị khùng á. Nó tặng cho mình cái hộp như thế này. Ok man. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Let's go. Bây giờ sẽ xẻ thịt em này. Một cái hộp giấy. Một cái hộp giấy xung quanh nó toàn là màu vàng không. Bây giờ mình sẽ mở băng keo. Giới thiệu mọi người là mình mới mua vest được cũng phải gần một tuần rồi. Thì mình rất thích cái cây này, mình không hiểu sao mình rất thích cái cây này. Cây này tên gì? Bách quỷ gì ta? Bách gì tích? Bách quỷ gì tích? Bốn chữ luôn mà. Bách quỷ gì đó. Của anh Biladen. Nếu mà các bạn nào mà chơi Liên Minh mà sẽ biết hay coi stream của anh Mùi Mập á, Mùi Mập Achi á, thì sẽ biết anh Biladen. Mình mua vé của anh, mua hai cây, cho tới mà một cây và cho mình một cây. Và mình hơi thất vọng một tí xíu về mấy cái tinh dầu thôi, nhưng mà mình cực kỳ thích tinh dầu đào và xoài. Hai tinh dầu đó đúng ngon luôn á, mình không hiểu sao. Yeah. Quà là một con mèo. Trời má, con mèo này cái đầu nó bự dữ vậy. Sao con mèo này cái đầu bự dữ vợ cô đi. Anh tiếp mặt ơi. Còn gì không? Thư, có thư nữa hả? Có trời. Chuẩn bị là dễ thương quá vậy. Một tấm ảnh các bạn ơi, một tấm ảnh nè. Chúc Bi luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Nếu cuộc sống như những giấc mơ thì những giây phút xem Bi luôn ở trong giấc mơ đẹp nhất cô đi. Trời má, thả thính tôi dữ vậy trời. Nhưng mà Happy birthday Chúc Bi. Má 2345. Dễ thương quá à. Mà sao có hình tích mặt trong này nữa? Nè, sao tự nhiên có hình tích mặt trong này nữa vậy? Sinh nhật tôi mà. Liên quan ghê. Ủa cái đuôi nó dài dữ vậy? Ê đuôi dài dữ thật, con này giống con chồn hơn á ba.
Con này giống con chuồn hơn là con mèo. Cái đuôi dài giống gì. Cảm ơn cô đi nha, cảm ơn cô đi rất là nhiều. Đẹp quá hả, ngát ngay ở giữa luôn, có thích mà. Mọi người có thấy Bi không? Alo, có thấy tôi không? Alo, alo, alo. Ok, thôi tiếp tục kết thúc clip ở đây nha. Đi ngủ đây, bây giờ là 6 rưỡi sáng rồi. Ngồi quay clip cho mọi người. Bye bye. Coi con tôi nó quậy nè. Con nó quậy nè, thấy chưa? Bởi vậy nuôi mèo nhỏ cực lắm, giống như là nuôi trẻ con vậy đó. Đó, 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 con nó quậy trong cái đống bao bầy nhầy của tôi nè. Bây giờ phải dọn ở chiến trường rồi mới đi ngủ được. Bye bye mọi người. Nhớ cài sub cho Tippy nha. Cài view clip này nha. Subscribe cho tôi lên 1 triệu sub nha. Bye bye.